Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Ghi tổng quan về tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng, vận mệnh tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng. Tính cách của người tuổi Canh Ngọ nam mạng là biết tính toán, lo lắng nên tài lộc trong cuộc đời thường không bị thiếu thốn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm cũng như gia đình của người nam mạng tuổi này gặp không ít những rối ren. Đây còn có thể là một trong những vấn đề trở ngại cho việc xây dựng sự nghiệp của người tuổi này. Xem tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng cho thấy do tuổi sinh cho bản mệnh nên người tuổi Canh Ngọ cuộc sống được nhiều may mắn về được danh lộc. Nhất là những người thuận sinh vào mùa hạ hoặc sinh trong các tháng 3, tháng 9 hay tháng 12 âm lịch thì nhờ phụ ấm nên sung sướng suốt đời. Tuy nhiên, nếu nghịch mùa sinh thì có thể phải trải qua nhiều gian nan cho tới trung vận mới có sự thăng hoa dần. Khái quát tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ nam mạng năm 2022, đối với tuổi Canh Ngọ trong năm Nhâm Dần có tin vui về mua bán nhà cửa hay có sự thay đổi nơi ăn chốn ở. Ngoài ra, trong năm nay tiền bạc có sự tiêu pha và hao tán nhiều vào trong gia đình và làm ăn. Chú ý, trong năm nay tình cảm không được tốt, ốm đau bệnh tật thì lâu khỏi và trong nhà có người già đau ốm. 2. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng trên các phương diện. 2.1. Tử vi Canh Ngọ nam mạng 2022 về mặt tài lộc. Phương diện về tiền bạc cũng như tài chính trong năm Nhâm Dần đối với người sinh năm Canh Ngọ nam mạng có nhiều thay đổi. Chủ về tiêu pha nhiều. Đây là năm người nam mạng tuổi này phải hao tán những khoản tiền lớn cho việc làm ăn hoặc cho cả cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên, nếu đầu tư tiền cho lĩnh vực nhà đất lại chủ về đón được nhiều tài lộc trong năm. 2.2. Xem tuổi Canh Ngọ nam mạng 2022 về sức khỏe. Năm 2022 Nhâm Dần, phương diện sức khỏe của người nam mạng tuổi này cần hết sức lưu tâm vì không được tốt. Người tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng dễ mắc bệnh có liên quan tới thận hoặc bệnh về răng miệng. Năm này tình trạng ốm đau bệnh tật của người tuổi này tương đối phức tạp, thời gian điều trị có thể kéo dài và lâu ngày mới có thể khỏi được bệnh. 2.3. Tử vi tuổi Canh Ngọ 2022 nam mạng về công việc. Phương diện về công việc làm ăn, năm Nhâm Dần của người sinh năm 1990 nam mạng nhiều cơ hội phát triển và mở rộng thêm. Tuy nhiên, xét thấy quý ông còn có sự mở mang cho công việc làm ăn trong năm 2022 của người tuổi này lại chủ về những bất lợi và không đạt được những kết quả may mắn cũng như hanh thông như kỳ vọng. Thậm chí còn gặp phải nhiều bất lợi và trở ngại ảnh hưởng những kết quả công việc thời điểm trước. 2.4. Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng về tình duyên. Đối với người tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng đã kết hôn thì phương diện tình cảm gia đạo năm Nhâm Dần cần chú ý về sức khỏe của thành viên trong nhà. Nhất là sức khỏe của con cái không tốt. Bên cạnh đó thì tình cảm của vợ chồng cũng không hòa thuận. Đối với những người nam mạng tuổi này chưa kết hôn thì năm Nhâm Dần có thể bị người khác phá hoại tình cảm và mối quan hệ đôi lứa không tốt. Thậm chí dẫn tới chia ly. 2.5. Tử vi tuổi Canh Ngọ nam năm 2022 về ngoại giao. Về phương diện ngoại giao của người nam tuổi Canh Ngọ trong 2022 có nhiều mối liên kết làm ăn. Tuy nhiên, nếu xuất hành để đi xe trong năm này lại gặp phải không ít khó khăn, luôn bị người khác phá hoại cũng như tiền bạc tiêu pha hao tán nhiều. Hướng tốt xuất hành của năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi 1990 Canh Ngọ nam mạng là vào lúc 3 tới 7 giờ của sáng ngày mùng 1 Tết. Chọn xuất hành hướng Tây Bắc sẽ nghênh được hỷ thần, hoặc cũng có thể xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần. 3. Vận hạn tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng theo sao hạn. 1. Xem tử vi Canh Ngọ 2022 nam mạng theo thiên can địa chi. Thiên can của người tuổi 1990 Canh Kim gặp năm 2022 Nhâm Thủy sinh xuất, dự báo một năm tiền bạc. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Chi tiêu nhiều. Sức khỏe dễ đau bệnh và lâu ngày mới có thể khỏi được bệnh. Địa chi tuổi Ngọ gặp năm Dần là tam hợp. Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2022 nam mạng dự đoán năm này quý anh sinh năm 1990 có sự thay đổi về mặt tinh thần. Mọi công việc nên có sự suy tính, nhìn xuyên suốt tứ trụ thiên hao, địa hung, cuộc sống nếu ra ngoài năm Nhâm Dần mọi việc khó được như ý muốn. Cẩn thận về gia đạo không hòa thuận hay khó khăn làm ăn kinh doanh và đầu tư thì không thu hồi được vốn. Ngoài ra xuất hành bất lợi và ảnh hưởng sức khỏe. 2. Luận giải tử vi nam tuổi Ngọ 1990 năm 2022 theo ngũ hành.
ngũ hành bản mệnh, mạng thổ của người tuổi 1990 gặp năm kim là sinh xuất xấu, cẩn thận tốn kém về tiền của cũng như sức khỏe kém đi trong năm này. Ngũ hành cung phi theo tử vi nam canh ngọ 2022 cho thấy cung phi tuổi canh ngọ nam mạng khảm thủy gặp năm 2022 khôn thổ là tương khắc. Xấu, công việc trong năm nhiều khó khăn, sức khỏe dễ ốm đau bệnh tật, hòa khí trong nhà cũng không được tốt. Chú ý nuôi gia súc. 3. Tử vi tuổi canh ngọ năm 2022 nam mạng theo sao hạn 3.1. Nam mạng tuổi 1990 năm 2022 sao gì chiếu mệnh? Sao Vân Hớn, hung Văn Hớn tháng 2 tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền. Làm ơn mắc oán, muộn phiền tâm thân, ý nghĩa, xem tử vi 2022 canh ngọ nam mạng cho biết quý anh gặp sao Vân Hớn chiếu mạng trong năm 2022 mọi việc duy trì trung bình. Tuy nhiên cẩn thận thương tật, gặp tai hình, khẩu thiệt hoặc thưa kiện bất lợi. Tháng 2 hoặc tháng 8 âm lịch đề phòng trong nhà nảy sinh nhiều vấn đề không yên. Chuyện quan sự hoặc gia súc khó nuôi 3.2. Vận hạn tử vi canh ngọ nam mạng 2022, hạn theo năm 2022. Hạn thiên LA, xấu, thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, thiên la hạn phải lao đao. Dẫu khỏi tật bệnh họa trao phải phòng, đề phòng, tử vi tuổi canh ngọ năm 2022 nam mạng cho biết sức khỏe dễ ốm đau và khó khỏi. Gặp hạn thiên la năm 2022 quý anh cần chú ý về sức khỏe, bị tà ma quấy phá ảnh hưởng sức khỏe. Hạn theo tuổi kim lâu và hoang ốc, năm nhâm dần hạn tuổi của người tuổi 1990 canh ngọ nam mạng là kim lâu nên nếu làm nhà sẽ ảnh hưởng không tốt tình cảm của gia đình. Nhất là mối quan hệ giữa vợ chồng và công việc cũng gặp nhiều khó khăn. Gặp hạn tuổi này nếu làm nhà về xây dựng cẩn thận về bất lợi cho công việc. Đề phòng nạn tại hoặc mua xe cộ có thể tiền mất tật mang, ngoài ra người tuổi này còn dính hạn hoang ốc, lục hoang ốc làm nhà dễ sinh ra mộng mị quấy phá từ tà ma hoặc công việc khó thành công như dự định vì bị phá hoại. Mã ngộ đao, ngựa trúng thương, ý nghĩa là gặp những tranh chấp cho công việc kinh doanh làm ăn trong năm hoặc gặp phải sự ngăn trở của người khác. IV, lá số tử vi tuổi canh ngọ năm 2022 nam mạng, cung mệnh cung tiểu vận, phượng cắt giải. Thần, thiên mã, đại hao, tuế phá, thiên hư, bệnh, bộ sao này chủ về sức khỏe của người nam mạng tuổi này trong năm không tốt. Đặc biệt chú ý về hệ tiêu hóa hoặc bệnh về mất ngủ. Đồ đạc trong nhà bằng chất liệu gỗ cẩn thận hư hỏng. Cung xung chiếu, LN văn tinh, thái tuế, tiểu hao, triệt tràng sinh, đây là bộ sao chủ về năm này sức khỏe đường tiêu hóa không được tốt. Tuy nhiên ý chí phấn đấu tốt cho các công việc kinh doanh làm ăn, cung nhị hợp, thiếu âm, thiên việt. Cô thần, phi liêm, tuần, lâm quan, theo tử vi canh ngọ năm 2022 nam mạng bộ sao này chủ về tình cảm bạn bè hoặc tình cảm của thành viên gia đạo chủ về không được tốt. Những mâu thuẫn nảy sinh liên quan đến làm ăn hoặc phương diện tiền bạc, cung tam hợp, kình dương. Điếu khách thay, đường phù, tấu thư, tăng môn, thiên la, thiên khốc, tuần, quan đới, bộ sao này ý nghĩa trong năm có nhiều khó khăn trong công việc làm ăn. Tiền bạc chủ về tiêu pha nhiều và khó thu hồi lại. Chuyện buồn trong nhà đưa tới kết luận. Xem tử vi tuổi canh ngọ năm 2022 nam mạng, đây là năm người tuổi này làm ăn kinh doanh có sự mở mang và nhiều cơ hội phát triển. Tin vui đưa tới về thay đổi trốn ở, tuy nhiên cẩn thận có người phá hoại sau lưng. Ra ngoài đi lại xe cộ cũng nên cẩn thận. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.